chúng ta tiếp tục tìm hiểu về phần ngữ pháp N-E, lúc N N đây là danh từ chỉ thời gian tức là vào lúc nào đó chúng ta thực hiện hành động nào đó bài này chúng ta ngữ pháp này chúng ta sẽ học được sẽ được học ở bài số 5 giáo trình Seoul 1A E dùng so danh từ chỉ thời gian sử dụng khi nói về thời điểm xảy ra của một hành động có thể sử dụng cùng với ngày tháng thứ, thời gian, ngày lễ. Ví dụ, Christmas, Christmas, E, Christmas, E, đây là Giáng sinh, Christmas, hoặc là Toyoine, Toyoine là, à, Wonyoine, là thứ hai. Ví dụ, các bạn xem ví dụ này. 언제 친구를 Khi nào thì bạn gặp bạn bè? Christmas e chín cú rừng màn nài ổ tôi gặp bạn bè vào dịp Giáng sinh Won rơi y nè Mua hẻo Thứ hai bạn làm gì? Won rơi y nè nân Yên ngô rừng Yên ngô rừng bèo hẻo Thì ở đây chúng ta là thứ hai Thì tôi học tiếng Anh Y wơ Sai rẽ Mua hẻo Equal là tháng 2, sai là ngày mùng 4. Ngày mùng 4 tháng 2, bạn làm gì? Equal sai này nên chín cú rưng mà Tôi gặp bạn bè vào ngày mùng 4 tháng 2. Tiếp theo, sau ơn chê, ô nứ, không sử dụng e. Ví dụ, 내일의 là 내일 là đúng. Khi muốn nhấn mạnh vào thời điểm đã được nói trước đó, chúng ta sử dụng nên tạo sắc thái tự nhiên hơn và mang ý nghĩa nhấn mạnh cụ thể vào thời gian hơn. Ví dụ, chú ba mua hề Tức là cuối tuần bạn làm gì? vào cuối tuần thì tôi nghỉ ở nhà. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy đăng ký kênh để liên tục cập nhật các video mới và chia sẻ cho các thành viên khác để ai cũng giỏi tiếng Hàn nhé. Ngoài ra, các bạn có thể vào trang web duhocvietmy vn hoặc show.edu.vn để tìm thêm một số tin tức bổ ích cho mình và người thân về các chương trình đầy ý nghĩa trân trọng và hẹn gặp lại các bạn tại các video sau sukhoha sotsimida bye bye